Xin chào tất cả các bạn, chào mừng quay trở lại với channel YouTube về fitness và lifestyle của Xin Phạm. Khi mình mới bắt đầu cái channel YouTube này thì mình không nghĩ là có nhiều bạn là không biết kéo xà đến như vậy. Phải đến một thời gian sau khi mình nhận được rất nhiều các yêu cầu hướng dẫn kéo xà từ con số 0, mình mới nhận ra là có rất nhiều bạn không biết kéo xà, thậm chí một cái cũng không kéo nổi. Chính vì vậy, trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn pull up kéo xà từng bước một từ con số 0. Động tác kéo xà hay tiếng Anh gọi là pull up là bài tập không quá phức tạp nhưng cũng không hề ngoa khi nó được mệnh danh là King of Upper Body, là một trong những bài tập đỉnh cao nhất cho phần người trên. Khi thực hiện động tác kéo xà, có rất nhiều nhóm cơ lớn được kích hoạt để tham gia vào chuyển động, ví dụ như lưng xô để kéo, phần co bụng để giữ thăng bằng cho cơ thể. Ngoài ra cũng có rất nhiều các phần cơ nhỏ khác tham gia động tác mà kể cả ngày cũng không hết, ví dụ như là vai, tay trước, tay sau, vân vân cũng có tham gia vào chuyển động này. Nếu trước mặt bạn là một thanh xà thì phải công nhận pull up là vua của các bài tập, sẽ giúp cho các bạn có một bộ lưng hình chữ V. Cũng vì có rất nhiều nhóm cơ bắp tham gia trong động tác nên kéo xà cũng yêu cầu các bạn phải có một chút sức mạnh cũng như một chút khả năng kiểm soát cơ bắp, gọi là yêu cầu một chút thôi. Với các bạn nặng cân hơn thì mình sẽ phải cố gắng hơn mọi người một chút, nhưng mà cũng không phải là quá khó. Mà không sao, vì chính lý do đấy mà hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn các bạn kéo xà đúng cách, từng bước một đến được với kéo xà. Video này sẽ rất có ích cho các bạn chưa kéo được xà hay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn khi mới kéo được một hai cái. Hãy cùng xem đến hết video nhé. Để bắt đầu, ngay bây giờ mình sẽ thị phạm biểu diễn cho các bạn xem chính xác kéo xà trông nó như thế nào. Các bạn hãy để ý thật kỹ cách mình kéo xà sau đây. Nếu các bạn mới tập thì nhớ chọn cái xà có chiều cao vừa phải thôi, hoặc đứng lên một cái gì đấy để cho cao hơn, với xà cho dễ. Chứ đừng tập ở xà quá cao. Nguyên mỗi việc nhảy lên để với tới xà rồi ghim lại để giữ thăng bằng thôi cũng đủ mệt rồi. Tập như vậy sẽ không được tập trung và hiệu quả bằng. Sau đó cầm vào xà với lòng bàn tay hướng ra ngoài, khóa bả vai ra sau và xuống dưới, rồi bắt đầu kéo. Khi kéo, hãy tưởng tượng như mình đang kéo bằng cùi trỏ. Cố gắng đưa cùi trỏ ra sau để kích hoạt được hết cỡ vùng lưng xô, cũng như hạn chế tối đa sự tham gia của tay trước. Nếu các bạn kéo cùi trỏ ngang người thì phần tay trước sẽ tham gia rất nhiều, mà mình đang muốn tập trung hơn vào vùng lưng nên cần phải hạn chế tối đa việc này. Khi xuống, hạ người xuống một cách từ tốn để cảm nhận cơ bắp. Ở đây là mình hạ người xuống một cách chủ động, chứ không phải để nó cứ thế rơi tự do. Cơ thể của mình bảo nó phải nghe, tuyệt đối không để cho nó xuống một cách không có kiểm soát. Cố gắng kéo full ROM là phải xuống hết cỡ, rồi kéo lên qua cằm gần tới ngực mới tính là hết ROM. Đừng tập cái kiểu nhấp nhấp mới lên qua tầm mắt đã xuống ngay, hay tay còn đang gập mà đã kéo lên. Như vậy các bạn sẽ không khai thác hết được lợi ích của động tác. Việc gì mà làm nửa chừng cũng đều không tốt. Một điều nữa mà mình muốn nói qua là về tư thế khi kéo xà. Mình thấy có rất nhiều bạn khi kéo xà hay vắt chân lại với nhau. Cái tư thế này thứ nhất là mình thấy nó rất xấu. Thứ hai, đây là một cái tư thế mình nói vui là tư thế lười, vì nó lược bớt đi sự tham gia của cơ bụng. Và đây là điều mình không mong muốn. Khi luyện tập, mình muốn có càng nhiều sự kiểm soát với cơ thể càng tốt. Nếu các bạn mới tập thì hãy tập thói quen duỗi chân ngay từ đầu, vừa đẹp hơn lại vừa tốt hơn. Vừa rồi mình đã cho các bạn thấy cách kéo xà chuẩn để mọi người có thể hình dung ra được những gì mình sẽ phải làm. Còn bây giờ mình sẽ thảo luận tiếp việc làm sao để tập, để học được động tác này. Thay vì ngay lập tức lao luôn tới xà và dãy giụa mỗi ngày thì các bạn hãy bình tĩnh và xem tiếp tục các bước sau đây. Nó sẽ giúp cho các bạn dần dần xây dựng đủ sức mạnh để từng bước một tiến gần hơn tới việc kéo xà. Có rất nhiều người thất bại ngay từ bước đầu tiên khi chưa đủ sức treo người trên xà, chứ đừng nói đến chuyện kéo. Chính vì vậy, để chuẩn bị đủ sức mạnh cho việc kéo xà, bài tập đầu tiên mình sẽ thực hiện đó chính là deadhang trong vòng 30 giây. Phải thoải mái treo người trên xà được thì mới bắt đầu tính đến được chuyện kéo. Thế nên mình sẽ tập sức nắm đầu tiên. Đừng vì thấy bài tập dễ mà bỏ qua. Mình đã có hẳn một video nói về chuyện tăng cường sức mạnh qua việc luyện tập sức nắm. Kể cả với các bạn đã kéo được xà thì việc luyện tập sức nắm bằng các bài tập đơn giản như deadhang cũng sẽ giúp các bạn kéo được nhiều rep hơn. Ok, 30 giây là đủ rồi. Bài tập tiếp theo sẽ giúp cho các bạn tập kéo xà, đó chính là Australian Pull Up. Mình sẽ tập ở cả 3 vị trí tay cầm rộng hơn vai, ngang vai và hẹp hơn vai. Mỗi vị trí 10 rep. Bài tập này sẽ cho các bạn làm quen dần với việc kéo xà và cảm nhận được các cơ bắp sẽ tham gia hoạt động
gần giống như khi kéo xà thực sự. Mặc dù vậy, Australian pull up vẫn dễ hơn pull up rất nhiều, vì ở góc kéo này nó loại bỏ đi một vài yếu tố như thăng bằng, trọng lượng các bạn phải kéo cũng giảm đi tương đối. Kéo ở nhiều tư thế khác nhau sẽ giúp cho các bạn khỏe lên ở mọi góc độ. Khi không có điểm yếu ở góc độ nào nữa thì bạn sẽ khỏe đều và kiểm soát động tác dễ dàng hơn, có thể tùy ý điều khiển cơ thể. Và cuối cùng là 10 cái hẹp. Khi tập các bài tập dễ như thế này, các bạn hãy tận dụng để chú ý chỉnh chu kỹ thuật và tập trung vào mind muscle connection, cảm nhận cơ bắp thật tốt để bài tập trở nên hiệu quả hơn. Tranh thủ nắn nót thành thói quen ngay từ ban đầu thì sẽ rất có lợi cho việc luyện tập sau này. Nhớ để ý gồng bụng và kéo hết wrong, kéo chạm vào ngực rồi mới hạ xuống. Bước tiếp theo, mình sẽ tăng độ khó lên một chút với 10 cái negative pull up. Bài tập này, các bạn nên kê sau đó cho cái xà gần hơn hoặc chọn một cái xà thấp để nhún nhẹ một cái là có thể lên được vị trí cao nhất. Sau đó chỉ tập trung vào chiều xuống, hay còn gọi là negative của động tác, rồi lặp lại bằng cách lên lại vị trí cao nhất, sau đó xuống thật chậm, cố gắng cảm nhận cơ bắp. Bài tập này sẽ cho các bạn cảm giác được trọng lượng cơ thể của mình nó như thế nào, rồi dần dần giúp các bạn khỏe lên khi đã quen với nó. Khi lên, chúng ta không phải kéo nên sẽ không cảm thấy mỏi tay. Bù vào đó, mình sẽ dồn hết sức lực để xuống thật chậm. Lúc này, các bạn sẽ thực sự cảm thấy lưng xô đang hoạt động. Mới đầu có thể các bạn sẽ bị tuột xuống rất nhanh, nhưng đây cũng là chuyện bình thường thôi. Dần dần khỏe hơn thì mình sẽ điều khiển nó chậm lại. Đến với bài tập cuối cùng, mình sẽ tập assisted pull up. Bài này mình đã chỉ cho các bạn dùng dây cao su đàn hồi một lần rồi, nhưng mà đấy vẫn chưa phải là cách hay nhất. Cách hay nhất là nhờ một đứa bạn tập cùng để hỗ trợ. Người hỗ trợ sẽ đứng ở sau để đẩy bạn lên, giúp giảm bớt trọng lượng các bạn phải kéo. Hay hơn dây cao su rất nhiều thì bạn có thể liên tục điều chỉnh cái sự hỗ trợ này. Bạn muốn gồng hơn một chút thì chỉ cần bảo họ đỡ nhẹ đi, và ngược lại cũng được, tùy theo cảm nhận của bạn vào lúc đấy. Không phải thay dây ra dây vào hay là đi mua thêm dây làm gì cả. Cái này thì chỉ cần ăn ở tốt để có người tập cùng là được. Một cách luyện tập rất thú vị và hiệu quả. Và chỉ cần 4 bước như vậy thôi là ok rồi. Về cách tập của bài này thì các bạn hãy tập lần lượt từng bước một, mỗi bài tập từ 4 cho đến 5 hiệp. Và mỗi tuần thì cố gắng tập được ít nhất là 2 buổi. Giữa 2 buổi thì nghỉ cách từ 1 cho đến 2 ngày là ok, đủ thời gian để cho cơ bắp hồi phục. Giữa các bài thì các bạn cứ nghỉ hẳn 1 phút cho tay chân đỡ mỏi rồi tập lại. Mới đầu các bạn sẽ rất nhanh mỏi tay, nhưng mà dần dần rồi các bạn sẽ quen với cái cảm giác này và cảm thấy đỡ mỏi tay hơn. Ngoài ra thì mình cũng muốn nói là số rep hay số set các bạn đều có thể tùy ý thay đổi, làm sao để phù hợp nhất với cả sức của mình, để đến những rep cuối cùng các bạn phải hơi cố một tí để vượt qua được, như vậy mới là ok. Nếu mà 10 rep vẫn thấy nhẹ thì hãy tăng lên thành 12 rep, 14 rep chẳng hạn. Và ngược lại, nếu 10 rep hơi nặng thì hãy giảm xuống một vài rep để phù hợp hơn với sức của mình. Hy vọng sau 2-3 tuần nữa sẽ có nhiều bạn bắt đầu kéo xà được hơn một cái thôi cũng được. Đừng ngại tập những bài cơ bản, đây sẽ là nền tảng để các bạn tiến xa hơn với calisthenics. Cũng vì vậy mà đừng sốt ruột tìm cách đốt cháy giai đoạn. Càng nhiều lỗ hổng cho nền tảng sẽ càng làm các bạn mất nhiều thời gian hơn, đặc biệt là khi các kỹ thuật càng ngày càng khó hơn. Và một điều nữa mà mình muốn nhắn nhủ tới các bạn mới tập là hãy thật kiên trì, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Kết quả có thể đến sớm cũng có thể đến muộn, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ đến, miễn là các bạn không bỏ cuộc giữa chừng. Nếu 2-3 tuần nữa các bạn bắt đầu kéo được xà nhờ vào cái video này thì hãy quay lại đây comment cho mình biết nhé. Và đừng quên comment các ý tưởng mới cho các video tiếp theo. Biết đâu chính bạn sẽ là người chịu trách nhiệm cho nội dung của video tiếp theo. Cuối cùng thì hãy like và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo.